tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn. Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngửa trong Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình. Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va trục linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Và ai nương náu mình nơi Ngài, ác không bị định tội.